Thưa quý vị và các bạn, các bệnh về răng miệng thường tiến triển âm thầm, nếu không phát hiện kịp thời sẽ trở thành những ổ nhiễm khuẩn, có thể gây ra một số bệnh lý nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em. Bệnh lý răng miệng còn ảnh hưởng gián tiếp đến hệ hô hấp ở trẻ. Vậy chăm sóc sức khỏe răng miệng cũng như lựa chọn loại thực phẩm chăm sóc răng miệng như thế nào cho an toàn và hiệu quả? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Bé Hoàng Thảo My năm nay 6 tuổi. Khi còn nhỏ, bé đã không được uống sữa mẹ mà phải uống sữa ngoài hoàn toàn. Hơn nữa, bé lại ở chung với ông bà nên những đồ ăn như bánh kẹo hay nước ngọt, ông bà cũng hay cho cháu ăn. Đây là vấn đề cha mẹ bé rất lo lắng vì sợ con bị sâu răng. Từ bé mà con bị sâu răng ấy, thì là con sẽ, thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của con vì con không được ăn uống đầy đủ. Thứ hai là về tâm lý của con nữa. Và thứ ba là nó ảnh hưởng đến khi mà răng bị sâu, nó ảnh hưởng đến quá trình phát âm của con nữa. Vậy nên là ngay từ bé thì mình cũng rất là hướng đến con để bảo vệ răng miệng. Theo các chuyên gia, tại Việt Nam có đến 90% bệnh răng miệng gặp ở trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Và theo thống kê cho thấy, trung bình mỗi trẻ em lứa tuổi này có trên 6 răng bị sâu hay mất răng do sâu răng. Bệnh răng miệng tuy không phải là vấn đề trầm trọng gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về mặt lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thể chất lẫn sự hình thành tâm lý của trẻ. Bệnh răng miệng thường gặp như sâu răng, viêm lợi, ứ mủ quanh răng và mất răng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người mắc bệnh răng miệng đa phần là do thiếu kiến thức về chăm sóc răng miệng và không kiểm tra thường xuyên. Bệnh răng miệng là một trong những bệnh phổ biến nhất của loài người. Và nó có thể là gọi là tới hơn 90% dân số sẽ mắc cái bệnh răng miệng. Và dù là bệnh răng miệng thì nếu như ban đầu mà chúng ta không điều trị thì nó sẽ dẫn đến cái viêm tủy, dẫn đến cái ổ nhiễm trùng tại răng và lợi. Và từ cái ổ nhiễm trùng đó có thể đưa đến nhiễm trùng huyết và đưa đến cái vấn đề hậu quả là có thể tử vong. Còn ngoài ra trong miệng một nếu như mà có một cái sâu răng hay là một cái ổ nhiễm trùng trong miệng mà không can thiệp thì nó sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến tim mạch. Do đó thì phải nói rằng là từ cái bệnh răng miệng nó sẽ dẫn đến cái bệnh toàn thân. Tình trạng mắc các bệnh lý về răng miệng ở trẻ nhỏ cũng như ở người lớn sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Để giúp cho gia đình mình phòng tránh được các bệnh lý về răng miệng, nhiều người đã lựa chọn những sản phẩm chăm sóc và bảo vệ răng miệng có nguồn gốc từ thiên nhiên để bổ sung. Trong đó phải kể đến sản phẩm Fluor Daclic mang thương hiệu Pharmatech của công ty trách nhiệm hữu hạn bán buôn xuất nhập khẩu TC, phân phối độc quyền từ Na Uy. Mình nó bị sâu răng á, rồi nó cứ hay than nhức hoài à, rồi mình có một người bạn, con của chị đó cũng bị sâu răng giống như vậy luôn. Xong rồi chị đó mua cái sản phẩm Flo này xài cho con của chị đó thì mình thấy rất là tốt, tại vì bây giờ răng của nó trắng hơn, chắc hơn và không có bị sâu nữa. Mình hỏi thì chị đó chỉ là cái sản phẩm Flo này nó nên mình mua về cho con xài. Thì sau một thời gian xài thấy răng của con mình nó hết đau, hết nhức và không còn nghe nó than nữa, cho nên là mình mới chuyển qua xài cái này luôn. Và mình cảm thấy rất là thích cho nên là dùng tới bây giờ, và bây giờ con mình răng nó rất là chắc và trắng sáng nữa, cho nên là mình cảm thấy rất là thích cái sản phẩm này. Fluor Daclic là thực phẩm bổ sung dùng cho người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên, giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng. Sản phẩm Fluor Daclic có chức năng tham gia vào quá trình phát triển răng, làm chắc men răng, bổ sung canxi, phòng ngừa sâu răng, giảm e bút, loại bỏ và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Tôi tin trong vô vàn các sản phẩm chăm sóc răng, miệng. Người tiêu dùng có thể đủ tỉnh táo để lựa chọn đúng cái sản phẩm và chất lượng và tiện lợi như là Flo Daclic của Pharmatech. Việc sử dụng viên Flo thì nó cũng rất là dễ dàng, hương vị cũng dễ chịu. Bên cạnh phát triển dòng sản phẩm Flo Daclic, công ty TC hiện cũng đang phân phối dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe răng miệng Mantivit Daclic mang thương hiệu Pharmatech. Mantivit Daclic là sản phẩm vitamin tổng hợp và khoáng chất chứa các vitamin nhóm B, C, D, E, K và các khoáng chất giúp cân bằng dinh dưỡng toàn diện, thúc đẩy trao đổi chất và nâng cao sức khỏe. Công ty trách nhiệm hữu hạn bán buôn xuất nhập khẩu TC tự hào là đơn vị đi đầu trong việc nhập khẩu và phân phối sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe răng miệng Fluor Daclic tại thị trường Việt Nam. Công ty luôn đồng hành cùng với khách hàng, lấy niềm tin và sự tin tưởng của khách hàng làm tiền đề phát triển hơn nữa trong tương lai. Ngày ngày thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân Việt Nam.